Rồi, đồng hồ này là không phải đồng hồ auto nha. Nói trước là đồng hồ này không phải đồng hồ auto, là chúng ta cứ đưa vô là nhận diện thang đo nha, không phải nha. Chúng ta phải chỉnh từng thang đo để mà nó đo nha, chứ không phải là tức là cái đưa bậy bạ vô đo là không 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 được nha, phải chỉnh nha. Thì đó, này hay cái là chúng ta vừa đo điện xoay chiều, vừa biết được tần số của nó luôn, không cần phải đo hai ba lần. Rồi, ok. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái đồng hồ này. Đây là đồng hồ Zui ZX các bạn. Đây là cái vỏ nó của hãng Zui ha, Trung Quốc thôi, cũng là Trung Quốc thôi. Thì em sẽ mở ra và xem bên trong hướng dẫn và dài xài luôn ha. Loại này sẽ dùng hai viên pin mà loại pin AA các bạn nha. Đây. Pin 1,5V AA, đây hai viên rồi. Sẽ có tặng kèm hai viên luôn. Đây là cái đồng hồ, bên trong đây có túi ha. Cặp que đo thường là que đo nhiệt độ, sách sử dụng tiếng Anh ha, tiếng Anh ha, đây tiếng Anh hay Trung Quốc gì đó, tiếng Anh, sách dùng tiếng Anh các bạn ha. Rồi ok, ngay bạn nào đọc thì ta đọc thử coi nó có những gì chức năng, nó sao 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 cũng dễ đọc các bạn. Đây, để sơ qua cho mọi xem. Rồi, đây là cái thông số nó nè, là cái thông số nó nè. Ví dụ chúng ta muốn đo nhiệt độ á, sẽ từ đâu vậy? Đây, nhiệt độ là từ âm 20 độ C tới ngàn độ C ha. Nhiệt độ từ âm 20 độ C tới ngàn độ C. Đo tần số là tối đa là 5 MHz ha. Đo tần số tối đa là 5 MHz ha. Rồi. Rồi đo đo này đo địa đo ôm bạn là đo điện trở tối đa là 10 MHz ha, là 10 MΩ ha. Đo điện trở tới đây là 10 MΩ. Đo MF này sẽ tương đương với là 10.000 microF ha. Tối đa được tụ đo được tối đa là 10.000 microF, rất là lớn. Ampere, đo ampere tối đa sẽ là đâu rồi? Đây đây. Đo ampere tối đa là 10A ha, đo ampere tối đa, đo tối đa là 10A. Đo volt á, volt xoay chiều á sẽ được tối tối đa là 750V xoay chiều. Còn volt một chiều thì được 1.000V một chiều. Một chiều lớn hơn. Rồi, đó là vài thông số cơ bản cái đồng hồ này. Hướng dẫn các bạn thị thực cho nó dễ hiểu nè. Đây là bên trong cái đồng hồ. Đây, thì đồng hồ này dùng cái bên ngoài nó nền đen. Đây là cái hiệu đây, Zui ZTX ha. Đây. Rồi đây là những cái viền đỏ cũng được được, cũng mình thấy là cũng không đẹp lắm. Rồi ok, bạn sau lưng sẽ có một cái nắp pin ha. Các bạn mở ra và lắp pin vào ha. Rồi, khi chúng ta lắp pin xong chúng ta nhớ ta đóng nắp lại sử dụng cho nó an toàn các bạn. À, để nắp gì có nguy hiểm. Rồi, đồng hồ này không có đèn ha, không có đèn. Rồi, đây là cái đồng hồ của ta. Rồi, đồng hồ này là không phải đồng hồ auto nha. Nói trước là đồng hồ này không phải đồng hồ auto, là chúng ta cứ đưa vô là nhận diện thang đo nha, không phải nha. Chúng ta phải chỉnh từng thang đo để mà nó đo nha, chứ không phải là tức là cái đưa bậy bạ vô đo là không 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 được nha, phải chỉnh nha. Thì ví dụ chúng ta muốn đây là cái nút để chỉnh đo vol nè. Vol xoay chiều, vol một chiều và NCV là kiểm tra dòng điện á. Rồi, nói chung là vol một chiều, vol xoay chiều với kiểm tra có điện không á, AF á, NCV là bằng nút này, chỉnh bằng nút này. Chúng ta muốn đo milivol một chiều xoay chiều, độ C, độ F chỉnh bằng nút này. Chúng ta muốn đo tụ, đo diode, đo thông mạch, đo ohm thì chúng ta chỉnh bằng cái nút này. Còn nút ren này là nút để thay đổi cái dù bấm này mình nghĩ là các bạn không không cần đâu, nó thay đổi dấu phẩy các bạn. Đây ví dụ dấu phẩy đang nằm đây phải không, bấm nút ren cái đây nó sẽ nhảy qua đây, dấu phẩy đây phải không, bấm cái nữa nó nhảy gì đây, sẽ thay đổi nút ren các bạn. Rồi đây là nút tần số và phần trăm, chung đổi đổi giữa phần trăm với cái tần số ha. Rồi đây là nút horn để giữ giá trị lại, ta khi ta bấm nút horn một cái
nên dưới màn hình sẽ đứng yên luôn, không được chịu tác động gì hết, thì ta vẫn đứng yên. Ta bấm ha, ta bấm mà giữ 2 giây thì nó sẽ là nút reset. Reset là gì? Reset nghĩa là ta sẽ đưa giá trị hiện tại trên màn hình về số 0, gọi là reset ha. Đây là nút tắt, mặt bật tắt thôi. Bấm mà giữ 2 giây để tắt. Để bật lên thì cũng như vậy ha. Rồi. Để tiến hành đo thử cho các bạn xem. Đây là cái que đo nó cũng thường thôi các bạn. Rồi. Cắm que đỏ vô bên đây. Que đen vô bên đây. Khi nào chúng ta muốn đo ampe ta sẽ cắm bên đây. Nhưng mà ở đây mình sẽ không hướng dẫn các bạn đo ampe. Vì nhiều người không biết đo ampe sẽ cháy đồng hồ ha. Các bạn nào mà muốn đo ampe hoặc là muốn tìm hiểu thang đo này, hãy liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại trên đây. À, chứ không có hướng dẫn đại trà ở đây. Nhiều người chúng ta không biết dùng, ta đo là bậy bạ là cháy ha. Hang đo ampe rất là nguy hiểm, chúng ta phải biết trước khi đo. Rồi, đó là cái cân nhắc của mình trước. Rồi, đây là cái đồng hồ của chúng ta, mình sẽ hạ cái máy quay xuống. À, rồi, đây là cái đồng hồ của chúng ta ha. Hiện tại nó nhảy tùm lum thì các bạn cứ để cho nhảy đi, tại vì nhảy tùm lum gì đó. Thang milivolt này nhảy tùm lum các bạn, nó tự động nhảy gì đó. Ví dụ chúng ta muốn đo điện 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 trở chẳng hạn ha. Ví dụ mình có vài con điện trở đây. Ta muốn đo ở đây. Thì chúng ta làm sao ha? Đây, ví dụ điện trở này trở 1 ký ha. Thì chúng ta sẽ chỉnh đi về thang điện trở bằng cách là đây. Điện trở là cái nút này, có ký hiệu điện trở đây, ôm đây. Bấm vô một cái nè, đó. Nó ra ký hiệu ôm nè. Rồi chúng ta đo được điện trở rồi đó. Đưa vô, ta quấn cái tay, quấn vô đây lại, không tiếp xúc vô tay ha. Quấn vô, đây mình quấn cho các bạn xem. Đây, điện trở 1 ohm mở lên 988, ok ha. Ok ha, ổn rồi ha. Rồi ok, đó là cách đo ohm đó. Ta phải chỉnh nha, đồng hồ này phải chỉnh, nói chung là đồng hồ này phải biết dùng mới dùng được nha. Chứ không phải là auto, chúng ta muốn xài sao xài ha. Đây, cái loại khác này mình sẽ đo thử ha. Đây cũng ra là 9,7 kg ha. Đây mà thấy ca ôm nè, 9,7 kg là gần 10 kg các bạn. Chắc mình chở nên chở 10 kg ha. Rồi. Ví dụ mình muốn đo tụ chẳng hạn ha. Tụ đây. Là một con tụ đây. Con tụ hay được bao nhiêu ta, nãy mình coi con tụ được tối đa bao nhiêu ha. Đây, tụ sẽ đo được tối đa là 10 mF ha, 10 mF này. 10 mF này sẽ tương đương với là 10.000 microF ha. Tối đa là tụ đo được tối đa là 10.000 microF rất là lớn. Tụ được tối đa là 10.000 microF rất là lớn các bạn ha. Rồi ok. Giờ muốn đo tụ đi thì tụ sẽ là nút này chỉnh luôn. Đây thấy có nút có cái hiệu tụ nè, sẽ chỉnh bằng nút này. Bấm một cái. Ok, chưa qua. Đây là thang đo thông mạch nè. Chập qua lại. Ha, kêu không? Đó. Đo thân mạch, bấm cái nữa. Rồi qua tụ thấy không, có NF nè, là tụ nè. Rồi chúng ta đo tới tụ, đây là tụ 33 ha. Tụ 33, mình sẽ đưa hai cực vô, hai đúng cực nha. Ok, đây nó ra rồi đó. Tụ 33 mà nó ra là 35 bạn ha. Tụ 33 mà ra 35 thì cũng được rồi, ok ha, ok. Rồi ok, đó là tụ và đo đi đo các kiểu ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo đo điện xoay chiều, điện một chiều ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo một điện một chiều ha. Điện một chiều đây là viên pin nè. Pin này là pin khoảng 3.7 đến 4.2 ha. Ok, thì điện một chiều các bạn sẽ chỉnh bằng nút này. Lúc nào điện một chiều bấm vô một cái. Rồi ok, nó ra DC. DC là điện một chiều. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo. Nó này phải chỉnh các bạn, không có auto và không có đo bậy bạ được. Đây, ra 3,69V các bạn ha. Rồi ok. Đó điện một chiều. Các bạn đảo que lại, dù bạn cắm ngược que đi nữa thì nó cũng ok, không sao cả. Có dấu âm ha. Đó. Rồi sẽ tiến hành đo thử điện xoay chiều và tần số cho các bạn xem. Thì mình tiến hành đo là đo điện xoay chiều là 220 nè, đo tần số nè và kiểm tra NCV luôn ha. NCV là kiểm tra có điện hay không á. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ kiểm tra NCV trước. Đây, NCV có nút ở đây thấy không?
Đây có nút ở đây nè. Đây có nút đây. Sẽ bấm vài lần để cho nó ra chữ NCV ha. Một lần chưa ra. Hai lần ok ra, EF nè. Đưa lại ha. Thấy không, nó kêu không? Nè. Thấy không? Đó, ok ha, đó là kiểm tra điện không tiếp xúc. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo thử 220 với tần số ha. Rồi, ta sẽ bấm vô lúc này. Cho nó về đây là DC là chưa được ha. Không cái nữa. Rồi ra hiện chữ AC đây ha. Đồng thời lúc đó nó cũng hiện tần số ở đây luôn. Đó, này hay cái là chúng ta vừa đo điện xoay chiều, vừa biết được tần số của nó luôn, không cần phải đo 2-3 lần. Ok, ta không có chạm tốt, không ra được đâu ha. Đây ra liền thấy không? Đây nó ra 200. Mình buông ra nó không được nè. Tất cả. Đây, 221 volt nè, thấy không? Hiện tại là 221 volt và 49,95 Hz nè, cũng gần 50 Hz các bạn ha. Đó, chức năng đã vừa đo được AC mà vừa đo được tần số luôn. Đó. Dưới đây có cái thước, bạn thấy không? Cái thước này để mà làm màu thôi, không có ý nghĩa gì. Đã có số rồi cần gì thước, đúng không các bạn? Này, đó. Rồi ok, mình đã hướng dẫn các bạn cũng đo cũng gần hết các chức năng của đồng hồ này rồi. Chỉ còn đo ampe thôi, mà ampe thì thợ hoặc là những người chuyên nghiệp mới đo rồi ha. Những người không liên quan không gần thì thôi. Không cần tìm hiểu cũng không cần đo cái chức năng đó ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo độ C ha. Trước khi cắm cái đo nhắc bạn cách quên. Các bạn chung là lúc bạn mở lên gì nè. Mở lên. Rồi, chúng ta muốn đo độ C á, chúng ta phải chỉnh nút này nè. Bạn thấy cái chữ độ C đi không? Nè, bấm vô đây một lần, hai lần, ba lần, gọi nó hiện lên chữ độ C với độ F nè. Rồi chúng ta mới đo được ha. Rồi cắm que vô. Một cái que, hai cái que. Rồi ok, hiện tại thì cái que này sẽ là cái thử nhiệt độ của chúng ta nè. Nhiệt độ qua đây là sẽ vô cái đồng hồ hết cho các bạn ha. Dù mình có hộp quạt mình thử cái que này ha. Thấy nhiệt độ lên không? Đó, lên thấy không? Đó, lên thấy không? Đó. Vậy là nó ăn nhiệt độ đó các bạn. Ok chưa? Khi mà quên nó không còn hơi nữa sẽ xuống là thôi. Đó. Rồi. Video này kết thúc, bạn nào cần hồ này liên hệ trên đây của mình. Rồi, chào các bạn ha. Vui tiệc.